Xin chào tất cả các bạn, mình là Hương Linh đến từ Trung tâm Anh ngữ Oxford. Và hôm nay Hương Linh đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec. Và chắc hẳn các bạn đang rất tò mò là tại sao Hương Linh lại có mặt tại đây phải không? Và mình xin được bật mí lý do. Đó là Vinmec là một trong những đối tác quan trọng của Trung tâm Anh ngữ Oxford. Hàng năm, Trung tâm Anh ngữ Oxford phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Vinmec để kiểm tra trình độ tiếng Anh của đội ngũ y bác sĩ tại đây. Ngay lúc này, các thầy cô giáo nước ngoài tại Trung tâm Anh ngữ Oxford đang tiến hành kiểm tra trình độ tiếng Anh của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec qua hai hình thức, đó là offline và online. Và bây giờ, hãy cùng theo chân Hương Linh đến khám phá buổi kiểm tra tiếng Anh này nhé! Do you like shopping? I usually shopping with the family. Okay. I will buy something and I will give some each KFC. Oh, okay. Do you have holidays from work? I have one or twice vacation with my family and my hospital. Okay. What do you like to take for a little? I like to take some time flowers or some time you pay. Yeah, I really like to take a time for photos. What do you do with your photos after you take them? Normally, of course, I mean, post on Facebook, I'll show to my friend to show how beautiful the photo I've taken. Also, sometimes I keep on my computer and I use this for slide with my PowerPoint show or some of my lecture because I just want my student or some of Korean feel relaxing during the one lecture. Thank you. Have a good day. Thank you. What's your job? I am a display. So you can see my new battery. So I maybe you know already about what the dentist do. See, I have been working for the medical for over 8 years.